không chỉ tả xong hữu đột giữa biển thiếu y cụ để dành từng cơ hội sống cho bệnh nhân. Những thầy thuốc trên đảo Thổ Châu, Phú Quốc, Kiên Giang còn phập phồng trước nghịch lý, nhiều y cụ bạc tỷ phải đắp chiếu. Dãy nhà cấp 4 vốn là công trình nhà ở của các chiến sĩ cách đây hơn 20 năm, giờ đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng lại chính là cơ ngơi của bệnh xá quân dân y Thổ Châu, trung đoàn 152, xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc. Bên trong nhiều y cụ cũng cũ xưa, xuống cấp, nhưng nhiều năm qua, các thầy thuốc bộ đội Cụ Hồ còn giúp nhiều người cải tử hoàn sinh. Đã hơn 8 tháng đi qua, nhưng bà Nguyễn Thị Ánh, ấp Bãi Ngự, Thổ Châu, vẫn không cầm được nước mắt khi nhắc lại thời khắc con gái hồi sinh bên bờ vực cái chết. Ngày 10 tháng 8 năm 2022, sản phụ Võ Thị Hồng Cẩm nhập viện trong tình trạng sức khỏe cực kỳ nguy hiểm, thai 37 tuần nhưng chuyển dạ đẻ, vỡ ối sớm, lại còn có tiền sử bị đờ tử cung, sinh mổ lần 1 trong 22 tháng, cần mổ gấp. Tuy nhiên, khi chuẩn bị mổ thì toàn đảo mất điện do máy phát vào chu kỳ bảo dưỡng. Tình thế rất là khó, biển động sóng gió thì phương tiện không có để chuyển mà điện ở trên đảo cũng không có. Thế thì chúng tôi cũng nhanh chóng chúng tôi hội chẩn và xin ý kiến ở trên thì chúng tôi quyết định mổ. Thì ca tiến hành mổ thì trong khoảng hơn một tiếng thì là thành công, thì là mẹ tròn con vuông. Đây là một trong số hàng trăm kỳ tích được các thầy thuốc bệnh xá thực hiện trong bối cảnh thiết bị hỗ trợ thiếu thốn đến nghiệt ngã. Dù tạo ra nhiều kỳ tích, nhưng các thầy thuốc áo lính chưa bao giờ trọn vẹn niềm vui do trong lòng luôn canh cánh áp lực, nhiều thiết bị bạc tỷ phải đắp chiếu sau nhiều năm đầu tư. Rất là tự hào vì đã có cái đội ngũ y bác sĩ có về trình độ chuyên môn đáp ứng với cái yêu cầu khám điều trị cho cán bộ chiến sĩ và bà con nhân dân trên đảo Thổ Chu. Bên cạnh đó cũng còn có những cái khó khăn đối với một số trang thiết bị y tế cần cái người có chuyên môn trình độ để vận hành phục vụ cho cái việc cấp cứu và điều trị cho bà con nhân dân. Đầu tư thiết bị để thầy thuốc cứu sống người bệnh giữa trùng khơi là rất cần thiết, nhưng cần thiết hơn khi gắn đầu tư với nhu cầu thực tế. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị mà còn giúp người dân an tâm bám đảo, tạo thế trận lòng dân trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc nơi cuối biển Tây.